Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình và mình là Bẹp đây. Long time no see mọi người. Thì đã lâu lắm rồi mình không có ngồi xuống và quay một cái video ở nhà như thế này. Thì lý do mà thời gian qua mình không có ra video nhiều bởi vì mình cũng khá bận rộn với những cái công việc của mình. Nên là hôm nay mình sẽ quyết định trở lại với một cái video khá hoành tráng. Và video này có tên là Tao Bao Ho. Trước đó thì mình cũng đã làm rất là nhiều video về Shopee Ho, Lazada Ho và có vẻ như là mọi người rất thích cái chủ đề ho đồ và unboxing cùng mình. Nên là yeah, hôm nay mình sẽ đến với một cái trang thương mại điện tử rất là hot. Và cái thời tiết mùa hè như thế này thì mình thấy áo phông là một trong những item không thể thiếu. Đấy, thế là lần này mình đã quyết định chi mạnh tay mua tận 10 mấy cái áo phông về để xem chất lượng như thế nào và để xem là đồ ở trên Taobao thì có rẻ, đẹp và mẫu mã đa dạng như lời đồn không nhá. Ok, không để mọi người chơi lâu nữa. Bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu thôi. Let's go. Cho mọi người xem, đây là những cái áo phông mình đã ho được trong đợt này. Nói nhỏ cho mọi người một điều vô cùng là hay ho nhá, đó là tất cả những cái áo phông này mình mua thì không có cái nào mà trên 150.000 hết á. Thì để xem là đồ Taobao giá rẻ thì chất lượng có ok không nhá. Đến với chiếc áo đầu tiên đây. Đây là chiếc áo đầu tiên mà mình muốn khoe cho mọi người. Đây là tập áo phông nên là mình cũng muốn là mặc một cái áo phông luôn để trùng với chủ đề, với cả là đồ năm ngoái thì cũng cũ hết rồi, cũng quay video hết rồi nên là hôm nay có đồ mới diện luôn. Và mình cũng rất là thích cái áo này. Cái áo này thì khá đơn giản, nó chỉ là một cái áo phông và ở trước có một hình mặt gấu cuten thế này. Nhưng mà mình thấy cái mặt gấu này rất là lạ, đường viền của nó rất là hay này, trồng ba cái đường viền màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu rất là lạ đúng không mọi người. Và đặc biệt nha, mình rất là thích cái chất này luôn, nó cực kỳ là mịn mát luôn. Mọi người ơi, một cái màu hồng siêu xinh nè. Cái này hình như mình nhớ cũng rẻ lắm, hình như chỉ có trên dưới 100.000 thôi ấy. Mình bị cuồng màu hồng ấy mọi người ạ. Lần này mình mua tận 1, 2, 3. Ủa, mình mua có 3 cái màu hồng thôi à? Không phải đâu, tại vì mình bị kiềm chế. Tại vì mình thấy những cái mẫu này đều có màu hồng, mình muốn quất hết màu hồng luôn. Nhưng mà như thế thì khá là nhàm chán đúng không? Nên là mình đã mua đầy đủ các màu sắc. Đấy, thì cái màu hồng này siêu xinh, mình rất là ưng. À, cái chất của nó cũng gần gần giống với cái chất này này, chất thun. Đây cho mọi người xem cận chất nhá. Nó không phải là cái kiểu chất ni lông xong rồi cứng cứng đều đều đâu. Cái này này, họa tiết của nó yêu lắm. Có quả chuối này, quả đào này, xong rồi có chữ màu hồng này, cưng lắm ý mọi người ơi. Khi mà nhìn thấy cái áo này ở trên web thì mình đã cho vào giỏ hàng và quyết định thanh toán ngay lập tức. Mình có nên bóc màu hồng luôn không nhỉ? Thôi mình bóc xen kẽ màu đi cho nó thú vị nhá. Ta ta, một màu xanh min yêu chưa mọi người ơi. Mình thấy là áo phông ở trên Taobao rất là nhiều mẫu mã luôn mọi người ạ, mà mẫu kiểu độc ý, cái họa tiết của nó rồi là màu sắc phố rất là hài hòa với lại là hợp mắt mình ý. Chất của áo này thì nó thô hơn cái này một chút xíu nhưng mà nó cũng là cốt tông và mặc rất là mát. Và điểm nhấn của cái áo phông này là họa tiết thêu ở trước này, thêu rất là đẹp luôn ý. Cái áo này cũng chỉ hơn 100.000 một tí thôi nhưng mà những cái đường thêu của nó rất là chỉn chu luôn này. Màu vàng. Cái áo này cũng xinh lắm nha mọi người ơi. Ôi, mặc dù là nó chỉ có một cái họa tiết nho nhỏ ở trước ngực như thế này thôi nhưng mà tổng thể mình thấy là một cái áo nó siêu xinh luôn ý. Đây có hai quả cam như này này. Ở dưới là chữ UC. UC là gì mọi người biết không? Comment cho mình với. Này là free size mọi người ạ. Siêu mịn, siêu mát luôn. Cái áo này này mình đã mặc thử đi làm một ngày rồi và mình thấy cực ưng về cái chất lượng của nó. Và hình như là cái em này là cái em rẻ nhất. And now my brain is gone.
hàng luôn này mọi người. Hôm này là hồng nhạt đúng không? Hồng kiểu rất là baby. Trời ơi, mình thích cái áo này vô cùng luôn. Ở giữa là in một cái trái tim. In của nó siêu đẹp luôn, siêu chất lượng luôn. Mọi người nhìn chữ nổi này. Sau rồi cái trái tim này còn chia là hai ngăn nhá. Một ngăn hồng nhạt, một ngăn hồng đậm. Nếu mà đi mua ở shop chắc cái áo này cũng phải gần 200.000 đấy. Trắng. Về tổng quan cái áo này ấy, thì mọi nhìn xa thì mọi người thấy cũng khá ok đúng không? Cái hình in ở giữa cũng rất là đẹp này. Cái sự phối màu cũng rất là hợp trắng, đỏ, đen. Tuy nhiên là cái áo này mình hơi thất vọng một chút bởi vì chất của nó kiểu hơi bị ni lông, với cả mặc cái chất này mùa hè khá là nóng và bí ấy. Thì cái áo này mình chỉ thích cái hình in của nó thôi. Một cái màu vàng nữa. Mình quyết định rồi mọi người à. Bây giờ trong cái tủ đồ của mình, ba màu mình yêu thích sẽ là vàng, hồng và xanh min. Tạm thời là năm nay nhá. Bởi vì nhìn những cái áo nào màu vàng, màu xanh, màu hồng là mình bị bắt tắt ngay luôn ấy. Hình như cái áo này là món đắt nhất, nhưng mà nó cũng chưa đến 150.000 đâu mọi người ạ. Áo này form khá là rộng rãi này, dành cho bạn nào mà thích cái kiểu dáng oversize rộng rộng một chút xíu ấy. Tuy nhiên là khi mà mình sơ vin vào thì nó vẫn rất là gọn. Áo này mình nghĩ là nếu mà mặc lên người mình thì nó sẽ kiểu tay lỡ ấy. Ở giữa in một cái bức tranh và hình in của nó rất là chất lượng luôn. Sờ kiểu nhám nhám nhá. Mình nghĩ là với cái này có giặt máy hay là giặt tay cũng không có vấn đề gì đâu. Từ nãy giờ toàn là những cái màu trơn rồi. Bây giờ mình cho một cái em da báo này lên sóng đi. Màu kiểu tím ấy. Ở giữa là in chữ màu neon. Cái áo này theo cảm nhận của mình thì chất của nó hơi cứng ấy mọi người ạ. Và không được mát bằng những cái áo còn lại đâu. Tuy nhiên là kiểu dáng của em nó độc độc. Với những cái áo chất mà cứng như thế này thì mình sẽ ưu tiên để những cái ngày trời mát mẻ. Something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. 'Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody. Một cái áo trắng nữa này mọi người ơi. Wow, cái áo này mình bị ấn tượng bởi vì cái chi tiết hình thêu bằng cái kiểu đây là vải nhung đúng không? Siêu chất lượng luôn mọi người nhìn này. Nhưng mà có hơi buồn một chút xíu, chắc là bởi vì cái áo này người ta dành hết cái ngân sách vào những cái hình thêu này. Hình thêu này kiểu đẹp quá rồi ấy, nên là chất của nó cũng không có được đẹp lắm. Chất của nó bị giống cái chất của áo trắng này này, nó kiểu pha ni lông ấy, xong rồi cũng hơi nóng. Loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive, alive. If you hadn't run away every time I asked. Một cái áo màu hồng nữ này. Áo này đẹp lắm mọi người ơi. Hồng này là kiểu hồng bỏ đỗ ấy. Đây là họa tiết thêu nhá mọi người. Và nhá, cái áo này còn có một chi tiết đắt giá nữa này. Đây, cái ống tay in một cái tát silicon đẹp lắm. Cái áo này thì còn có một đen nữa ấy mọi người. You would sleep right next to me tonight. But you didn't know me. All you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways. I found your mind tricks and your side chicks. I'm a winner, babe. But you didn't win this. It's a part of the game. Và đến với chiếc áo cuối cùng. Ta-da!
cốt tông mọi người ạ. Chất nó kiểu cốt tông xong kiểu thô thô. Cái này thì mình ưng cả chất lẫn hình luôn, bởi vì cái hình ở trước nó cũng là theo kiểu nhung 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 giống cái áo trắng vừa lúc nãy đấy. Chữ xong rồi có một con gấu xinh xinh ở đây này. Cái này thì có size và mình đã chọn size M. In the beginning I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah, if I gotta do. Okay. Mọi người có đếm được là đợt này mình mua bao nhiêu cái áo phông không? Thì những cái áo phông này là mình vừa mua để mặc và mình cũng vừa mua một số lượng để bán luôn ấy mọi người ạ. Mọi người có thể truy cập vào cái đường link mình đã để ở phần mô tả để có thể mua những cái áo phông này nhá. Ok, thì video đã dài, mình xin phép là kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua và nhớ ủng hộ mình trong những video sắp tới nữa nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye, anh nhau.